Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Hội nghị được kết nối tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố và hơn 700 điểm cầu cấp huyện trên cả nước. Dự tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban và các thành viên của ban. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những năm gần đây tình hình thiên tai trên thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp, đặc biệt là chính quyền cơ sở, công tác phòng chống thiên tai của cả nước đã đạt được nhiều kết quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tuy vậy, qua diễn biến từ đầu năm đến nay, có thể thấy thiên tai năm 2022 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường. Xuất hiện mưa lũ lớn trái mùa kèm theo dông lốc trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung, rét lịch sử ở khu vực miền núi phía Bắc, động đất gia tăng cả về cường độ và tần suất tại tỉnh Kon Tum. Bên cạnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến các hoạt động phòng chống thiên tai. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Đòi hỏi cần có bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cũng như người dân, cộng đồng. Xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng cấp bách thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đối với Ninh Bình, năm 2021, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 4 cơn bão, 4 đợt rét đậm rét hại, 10 đợt nắng nóng, làm một số diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng, một vài vị trí đê kè bị hư hỏng sạt lở ở vùng núi huyện Nho Quan. Tuy nhiên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có những phương án xử lý kịp thời hiệu quả nên thiệt hại không đáng kể. Năm 2022, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như rà soát cập nhật phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo hướng dẫn, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực văn phòng thường trực Ban Chỉ huy các cấp, tăng cường hoạt động đội xung kích phòng chống thiên tai tại từng xã, thôn, bản để chủ động ứng phó, phục hồi thiên tai ngay từ giờ đầu. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này trong năm 2022. Nhất là đặt ra giải pháp cho mùa mưa bão sắp tới như tăng cường nguồn lực cho phòng chống thiên tai, tăng cường các hồ chứa, hồ thủy lợi ở thượng nguồn, xây dựng các trạm quan trắc để đưa ra cảnh báo sớm và chính xác hơn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin nhanh đến người dân, xây dựng app ứng dụng về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên thiết bị điện thoại di động. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm của lãnh đạo, đại diện các bộ ngành, cơ quan, tổ chức quốc tế và các địa phương. Phó Thủ tướng cũng khẳng định lại những thành quả trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cả nước năm 2021, chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần rút kinh nghiệm. Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai, xây dựng các chính sách khuyến khích để động viên các cơ quan, đơn vị và nhân dân cùng tham gia phòng chống thiên tai. Cần đổi mới, nâng cao năng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai. Ưu tiên đầu tư công nghệ quan trắc thủy văn theo hướng đồng bộ từ trung ương đến cơ sở. Lấy phương châm phòng là chính, chỉ đạo từ sớm, từ xa. Cần triển khai ngay việc rà soát phương tiện, phương án phòng chống thiên tai trên toàn quốc. Ưu tiên kiểm tra các điểm xung yếu để đề ra các giải pháp trước mắt. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện thiên tai diễn biến phức tạp như hiện nay. Sau hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia, chương trình sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai và các chương trình dự án trọng điểm khác về phòng chống thiên tai để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành trong thời gian tới. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được biểu dương khen thưởng.